Hải Trâm xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục đối thoại của Vững Bước Tương Lai. Thưa quý vị, giới trẻ, đặc biệt là các bạn thế hệ Gen Z, mong muốn tìm đến những công việc tự do, không ràng buộc về thời gian để các bạn có thể học tập, vui chơi cũng như là khám phá, đặc biệt là khám phá nhiều nền văn hóa trên nhiều quốc gia khác nhau. Và đây cũng là một trong những lý do mà các bạn đến với ngành du lịch, nhà hàng và khách sạn. Tuy nhiên thì khối ngành nghề du lịch, nhà hàng, khách sạn nó có những đòi hỏi vô cùng khắt khe. Vậy làm thế nào để người lao động có thể hòa mình cũng như là nhà tuyển dụng sẽ cần những mong muốn gì? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai nhân vật khách mời hôm nay. Đầu tiên xin được giới thiệu sự góp mặt của thầy Trần Duy Phong, trưởng ban đào tạo của trường cao đẳng FPT Polytechnic Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào quý vị khán giả. Đại diện từ phía doanh nghiệp xin được trân trọng giới thiệu sự góp mặt của anh Nguyễn Quốc Hòa đến từ khách sạn My House Sài Gòn. Xin chào quý vị khán giả. Đặc biệt là khi dịch Covid đã được khống chế và kiểm soát thì rõ ràng là khối ngành du lịch nó được phát triển một cách rực rỡ nhiều hơn và nó quay trở lại một cách mạnh mẽ nhất. Vậy thì không biết là sự quan tâm của bậc phụ huynh cũng như là các bạn thí sinh khi mà đăng ký tham gia nhóm ngành nghề này như thế nào ạ? Xin mời thầy ạ. Đúng là sau đại dịch Covid-19 thì ngành du lịch nhà hàng khách sạn thì chúng ta cũng thấy được rằng là đang bùng nổ lại. Và hiện nay thì bộ phận tuyển sinh của nhà trường thì cũng đang nhận được rất là nhiều những cái lời quan tâm, tư vấn đến từ quý vị phụ huynh, đến từ các em học sinh, sinh viên. Thầy thì thầy đánh giá đây là một cái ngành nghề mà nó khá là thú vị. Học tập thì có tính trực quan cao, được thực hành nhiều này, rồi còn được đi đây đi đó nữa, và có cơ hội được làm việc cho những cái công ty, tập đoàn quốc tế. Nhu cầu về du lịch càng ngày càng tăng, và như dự báo của năm nay thì đón được số lượng khách du lịch khá là nhiều. Cụ thể đối với khách sạn My House Sài Gòn thì tỷ lệ công suất phòng luôn luôn cao, từ trên 55% trở lên từ đầu tháng 2 năm 2023 đến nay và duy trì liên tục. Đây cũng là một lý do mà nhu cầu về nguồn nhân lực từ các thế hệ trẻ đến với lại ngành du lịch càng ngày càng tăng. Khách sạn My House Sài Gòn cũng là một trong những số khách sạn 5 sao tại Thành phố Hồ Chí Minh đang luôn luôn đón mong chờ và các sinh viên về ngành du lịch, đặc biệt là với trường FPT. Em nghĩ là với những chia sẻ của anh thì rõ ràng là bên đại diện từ phía cao đẳng FPT Polytechnic của mình cũng đã có việc đào tạo rất là bài bản, cũng như là giúp cho các bạn có thể hiểu được làm thế nào để các bạn có thể áp dụng những cái lý thuyết đến với thực tế tại doanh nghiệp. Vậy thì bên đơn vị trường của mình cũng như là một chia sẻ nào đó giúp cho các bạn sinh viên ngay từ khi ngồi ghế nhà trường phải chuẩn bị những gì? Theo như đánh giá của thầy thì đây là một cái bối cảnh mà gọi là không chắc chắn, một cái bối cảnh mà có cái sự thay đổi rất là lớn ở thị trường lao động. Chính vì vậy mà các em học sinh sinh viên cần phải chuẩn bị đầu tư rất là kỹ về mặt kiến thức này, về mặt kỹ năng để mình trang bị cho một cái hành trang thật là vững chắc cho tương lai. Thì đối với cao đẳng FPT Polytechnic, đào tạo là đến 70% là thực hành để giúp cho các em có thể rèn luyện được những cái kỹ năng liên quan đến nghề nghiệp. Ngoài ra thì các em còn có đến 2 học kỳ được thực tập tại các nhà hàng, khách sạn, resort 4 hoặc 5 sao tại Việt Nam. Qua đó thì giúp cho các em có thể tiếp cận được với những cái công việc rất là thực tế. Vậy thì các yếu tố này nó ảnh hưởng như thế nào cho câu chuyện là các bạn của trường hay là những bạn sinh viên đến với khối ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn ạ? Đặc biệt là cái tiêu chí tuyển chọn nguồn lao động của mình như thế nào ở doanh nghiệp ạ? Khách sạn My House Sài Gòn đã liên hệ với các trường đại học cho nó có trường của FPT và đưa những cái thông điệp đến với lại thầy cô cũng giống như là ban giám hiệu nhà trường về các cái nhu cầu, các cái yêu cầu khắt khe về ngành du lịch, đặc biệt với các doanh nghiệp. Và từ những cái nền tảng ấy thì sau khi 2 năm vừa qua đánh giá lại là trường đã có thay đổi rất là nhiều. Sự ham học hỏi, yêu thích cái ngành nghề của các bạn sinh viên ấy, đến với doanh nghiệp, và sau cái đợt kiến tập, những đợt thực tập với trường ấy, thì các bạn đấy trưởng thành rất là nhiều. Các bạn ấy tự tin trong tất cả những cái giao tiếp, các cái yêu cầu khắt khe của ngành du lịch đã dần dần được đáp ứng từ những nhu cầu của trường. Câu chuyện là các doanh nghiệp cùng với lại các trường khi mà đưa và trao đổi với nhau cụ thể thì con đường đi đến với sinh viên nó rộng mở hơn, nó chính xác hơn và nó tới được cái đích gần hơn. Phòng mô phỏng không gian để mình có thể hiểu hơn về nhóm ngành nghề đó rất là nổi tiếng tại trường của mình. Thầy có thể chia sẻ nhiều hơn về phòng này được không ạ? Thì thật ra để mà học tập tốt thì cần phải có một cái phương pháp học tập hiệu quả. Chương trình đào tạo của nhà trường thì thiết kế rất là nhiều những cái phương pháp học tập. Trong đó có một cái phương pháp học tập đó là học tập theo mô phỏng. Ngoài ra thì kèm theo học tập theo mô phỏng thì có một cái phương pháp học tập nữa là học tập qua những cái tình huống thực tế hay còn gọi là case study. Thì đối với học tập mô phỏng thì nhà trường có phòng thực hành về nghiệp vụ buồng phòng này, phòng thực hành về nghiệp vụ lễ tân, phòng thực hành về nghiệp vụ nhà hàng, quầy bar và xe mô phỏng, để cho các bạn mà học về ngành hướng dẫn du lịch đó, các bạn có thể đứng trên xe và các bạn sẽ tập sự để trở thành một hướng dẫn viên. Thông qua cái mô hình mô phỏng đó thì các thầy cô của nhà trường là các giảng viên cũng xuất thân từ doanh nghiệp, và các thầy cô có rất rất là nhiều những cái tình huống mô phỏng thực tế đưa vào những cái tình huống đó
để giúp cho các bạn sinh viên xử lý những cái tình huống thực tế ngay tại phòng mô phỏng. Và qua đó thì giúp cho các bạn hình thành được cái kỹ năng về tư duy, và đặc biệt là cái khả năng nhạy bén, xử lý tình huống nhanh, ngay lập tức, để giúp cho các bạn học tập được tốt và hiệu quả, vui vẻ hơn. Thống nhất cùng với lại thầy là cái phòng mô phỏng của trường FPT là một trong những cái mô hình rất là hay đối với doanh nghiệp. Chúng ta biết rằng thời đại công nghệ 4.0 đã đến rất là gần. Tất cả các sinh viên, đặc biệt là thế hệ Gen Z, là những cái thế hệ mà luôn luôn có sự thay đổi, luôn luôn có sự bứt phá. Trước đây để đưa các bạn thực tập sinh từ khi nhận thực tập cho đến khi đưa ra được gặp khách hàng thì cần khoảng chừng 3 tuần. Nhưng giờ đây thì khoảng chừng hơn 1 tuần là các bạn đã được ra thực trực tiếp với khách rồi. Và đối tượng với khách ấy nó gần giống như đối tượng mô phỏng, nhưng nó đúng giống như thầy Phong đã nói là về cái case study. Mỗi một tình huống nó có một sự giải đáp hoàn toàn khác nhau. Và cái kinh nghiệm để các bạn ấy thu thập lại từ doanh nghiệp đã áp dụng ngay được cùng với cái lý thuyết mà trường đã đưa ra và đến gần đến cái yêu cầu của doanh nghiệp. Hy vọng thì các bạn FPT sẽ rút ngắn hơn thời gian nữa để làm gì, để các bạn được từ các buổi mô phỏng của trường sẽ sang đến với doanh nghiệp còn nhanh hơn nữa. Và đấy là lý do mà doanh nghiệp luôn luôn tiếp cận đối với các trường, đặc biệt là với trường FPT. Dạ, anh có thể chia sẻ rõ hơn về một cái cầu nối nào đó lớn hơn nữa giữa trường học và cũng như doanh nghiệp không ạ? Mô hình trường học và doanh nghiệp là một cái mô hình kết hợp mà từ lâu rồi các nước đã áp dụng rồi. Tức là từ những cái đơn đặt hàng của doanh nghiệp mà trường học đưa đến cho các bạn sinh viên một cái kiến thức gần nhất đến với doanh nghiệp. Trước đây các bạn sinh viên sau khi học xong ra trường cần có một thời gian đi làm, và đi làm xong rồi đến một doanh nghiệp, và mỗi một doanh nghiệp thì nó có một cái văn hóa khác nhau, các bạn lại phải hòa nhập nữa. Như thầy Phong đã chia sẻ là các cái case study là case study đối với trường hợp của khách, và với doanh nghiệp nào, với ngành nào liên quan, đặc biệt là với ngành du lịch, thì các cái trường hợp và các cái tình huống xử lý nó gần như tương đồng với nhau. Và cái văn hóa của doanh nghiệp đã được tiếp cận đối với các bạn thực tập sinh thông qua cái kênh của trường, để trường thông báo cho biết được là các bạn sinh viên cần phải trang bị những kiến thức gì. Và những kiến thức ấy là những kiến thức mà theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp. Do đó là các bạn hòa nhập đối với doanh nghiệp rất là nhanh và rất là dễ dàng. Em nghĩ là ở mỗi một cái trường, một đơn vị nào nó cũng sẽ có những câu slogan hay đơn giản là cái triết lý để đào tạo. Ở trường mình thì em có cảm giác là thực học và thực nghiệp. Thầy có chia sẻ rõ hơn về điều này được không ạ? Thì cái triết lý thực học thực nghiệp có nghĩa là cái triết lý để tạo cái cơ hội cho các bạn thực hành nhiều hơn ở tại trường. Thì đối với tất cả những cái môn học của nhà trường thì đều đang được thiết kế theo một cái phương pháp đào tạo, đó là project based learning. Phương pháp này gọi là học tập qua dự án. Khi bước vào học một cái môn học thì các bạn sẽ phải thực hành rất rất là nhiều. Và cuối môn thì các bạn không phải thi. Nếu học tại FPT Polytechnic thì có một cái rất là thú vị mà các em sinh viên rất là thích, đó là không phải thi cử gì cả. Cuối môn thì nhà trường gọi là bảo vệ assignment. Có nghĩa là các em sẽ phải lên, các em thực hành. Và cái điểm chấm của các em là chấm qua 3 cái vấn đề. Một là kiến thức này. Hai là cái kỹ năng nghề các em làm thành thạo như nào mình chấm luôn. Ba là cái thái độ. Cái đó nó cực kỳ quan trọng. Mà nhà trường đã áp dụng cái phương pháp, cái triết lý này thì khoảng 10 năm nay rồi. Và thực sự thì thầy thấy rất là hiệu quả. Các em sinh viên ra trường thì rất là tự tin. Thái độ đi làm thì đa số là các doanh nghiệp đều rất là hài lòng với các em. Và tự tin rằng là các em có thể bắt tay vào làm việc ngay tại các doanh nghiệp. Vậy thì với cá nhân ở góc độ doanh nghiệp thì anh Hòa đã nhìn thấy rằng là các lao động bây giờ đáp ứng đủ những nhu cầu đó chưa? Những yêu cầu khắt khe của các nhà hàng hay là khách sạn? Góc nhìn của khách sạn 5 sao đối với khách du lịch thì đối tượng khách luxury là một trong những đối tượng khách khó chịu nhất. Nhưng nó lại đưa lại cái nguồn thu lớn nhất đối với khách sạn. Các bạn sinh viên của trường FPT khi đi qua cùng hòa nhập rất nhanh đối với doanh nghiệp. Các cái buổi đào tạo ấy cũng được cùng tham gia với lại các cán bộ và nhân viên của khách sạn. Và đây là cơ hội để cho các em để phục vụ đối với những khách business. Trong tương lai, bất cứ một khách sạn nào từ 3 sao, 4 sao hay 5 sao hoặc các resort nghỉ dưỡng, các bạn FPT khi đã rời khỏi trường, kết thúc những đợt thực tập của doanh nghiệp thì cũng đều tự tin để tiếp cận với khách hàng được. Vậy thì bên phía trường mình trong cái quy trình đào tạo của mình hay là quá trình đào tạo của mình có những cái môn học nào đặc thù để phục vụ cho nhóm khách hàng thuộc gọi là luxury không ạ? Trong cái chương trình đào tạo của nhà trường thì đưa vào rất là nhiều những cái kỹ năng. Kỹ năng phát triển bản thân này, kỹ năng xử lý tình huống này, kỹ năng tư duy phản biện này, rồi kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, những cái kỹ năng về viết CV, xin việc, để giúp cho các bạn sinh viên thì sẽ có được hình thành được rất là nhiều những cái kỹ năng phát triển được. Thì thông qua những cái kỹ năng đó thì kèm theo đó là những cái tình huống thực tế được áp dụng đưa vào. Nhà trường còn có một cái phần học gọi là phần học đóng vai. Đóng vai có nghĩa là cho các bạn người thì sẽ đóng vai là khách khó tính, hóa thân thành khách khó tính, người thì đóng vai là nhân viên phục vụ hoặc là người thì đóng vai là quản lý. Và những cái tình huống đó thì được nhà trường xây dựng nó rất rất là thực tế. Và qua những cái tình huống đó thì giúp cho các bạn hiểu rằng là
với cái tình huống, với một cái vị khách như thế này thì mình phải xử lý như thế nào, ở vai trò mình là một người quản lý hay là vai trò mình là một cái người phục vụ thì mình phải xử lý như thế nào. Ngoài ra thì nhà trường còn có một cái mạng lưới ký kết hợp tác với rất là nhiều những cái resort 4-5 sao ở tại Việt Nam, và có những cái buổi học gọi là học tập trải nghiệm thực tế, qua đó cho các bạn đi tham quan, cho các bạn thấy được cái mô hình thực tế như thế nào, thấy được các vị khách đó họ đi vào ở trong khách sạn thì họ có những cái nhu cầu gì, cần phải làm gì. Và tự các bạn, khi mà các bạn nhìn thấy được thì các bạn sẽ hình thành lên cho mình những cái kỹ năng và những cái thái độ, và đến khi đi làm thì các bạn sẽ áp dụng được những cái đó rất rất là nhanh. Vậy thì trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới đây là các bạn trung học phổ thông chắc là bước vào kỳ thi vô cùng quan trọng để các bạn tiến gần hơn đến những ước mơ hoài bão của mình, đặc biệt là những ai yêu thích nhóm ngành nghề du lịch, nhà hàng và khách sạn. Bây giờ xin được mời anh Hòa cũng như là thầy có những cái lời khuyên và chia sẻ nhiều hơn, đặc biệt là với những bạn sinh viên, thí sinh chuẩn bị đến với khối ngành nghề du lịch, nhà hàng và khách sạn. Slogan đối với trường khá là ý nghĩa đối với các bạn sinh viên, còn với doanh nghiệp thì Mai House Sài Gòn cũng có một slogan. Slogan là Made with Love. Cái gì đến từ trái tim thì sẽ lắng đọng ở trái tim. Đây cũng là một cái ý tưởng đối với toàn bộ cán bộ công nhân viên cũng giống như các em. Các em hãy đam mê và hãy sống hết với cái đam mê của mình. Các cái kỹ năng mà trường đang trang bị cho các em cùng với lại cái thái độ tích cực trong cuộc sống, thái độ tích cực trong những buổi học, thái độ tích cực trong các buổi kiến tập sẽ giúp cho các em trưởng thành hơn. Các em sẽ đến với doanh nghiệp một cách tự tin và sẽ trở thành những viên gạch giúp cho doanh nghiệp phát triển. Các bạn Gen Z là những bạn mà thế hệ mà các bạn rất là năng động, sáng tạo, nhưng các bạn có một cái nhược điểm là các bạn hay bỏ cuộc. Thì thật sự cái kiên trì nó sẽ giúp cho các bạn vượt qua những cái khó khăn, tại vì trong học tập hay là trong công việc không phải lúc nào thì nó cũng sẽ thuận lợi ha. Sẽ có những cái lúc mà mình sẽ gặp khó khăn trong học tập này, khó khăn trong công việc. Thì cái lời khuyên đầu tiên đó là lời khuyên về mặt kiên trì. Lời khuyên thứ hai đó là hãy theo đuổi đam mê, giống như lúc nãy anh Hòa đã chia sẻ. Nếu như các bạn thực sự đam mê ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn thì các bạn hãy mạnh dạn đăng ký học tập. Tại vì chúng ta cũng thấy được rằng là cái cơ hội phát triển của ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn ở Việt Nam thì rất là lớn. Việt Nam là một đất nước rất là yên bình, mến khách, có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp này, có một cái đường bờ biển rất là dài từ Bắc vào Nam, thì đó là cái cơ hội rất là lớn để cái ngành du lịch, nhà hàng và khách sạn phát triển. Thì đó là những cái điều kiện rất là tuyệt vời để các bạn có thể tự tin lựa chọn vào ngành học này để có thể phát triển được cái nghề nghiệp của mình trong tương lai. Dạ, xin được cảm ơn hai vị khách mời hôm nay đã chia sẻ những câu chuyện rất thật và rất là gần đối với những ai mà mong muốn mình đến với khối ngành nghề là du lịch, nhà hàng và khách sạn. Với những ai chuẩn bị bước vào một ngưỡng cửa, một ngôi trường mới thì đây cũng sẽ là một trong những sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo, đúng không ạ? Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình của chúng tôi cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.